Đây, hai con vẹt nói chuyện với nhau các bạn. Châu tìm cọc chứ không phải cọc tìm châu, ăn à, cọc tìm châu chứ không phải châu tìm cọc nữa. À, cắn nhau rồi. Thương yêu nhau vậy. Phá sản rồi, phá sản kế hoạch à. Nói chuyện là nó líu lo chứ nó cắn nhau.